Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Hôm nay là tối ngày thứ năm, ngày 30 tháng tháng 6 2022. Cái ngày cuối tuần của tháng nha anh em. Dài 2 3 tiếng đồng hồ nữa là qua qua tháng mới rồi. Chúc anh em có một tháng mới làm việc thành công hơn ha. Khi mà cần đến tất cả những cái phụ tùng năng lượng là nhớ tới miền Tây Solar nha anh em. Thì trước mặt anh em là lại là bữa nay gói đèn nữa ha. Đúng là bữa nay gói inverter nè, mà chưa có rảnh giờ gói đèn trước đi. Cái nhỏ làm trước, giải quyết những cái nhanh làm trước anh em. Trước mặt anh em là một cái GDT 300. T300 ha, gửi anh Đặng Kim Quang ở xóm 4 thôn Tiên Đào, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi ha. Ở Quảng Ngãi nha anh em. Thì ảnh có nhu cầu lấy một cái T300 này về dùng thử. Nói chung là ảnh hỏi thăm mình bữa giờ cũng nhắn một vài tin, và mình biết là ảnh lấy thử về dùng thử, tại vì chắc ảnh chưa có xài mấy cái đèn này cho nên ảnh không biết nó chất lượng như thế nào. Thì anh em cũng vậy ha, nếu ta coi trên mạng mà ta cảm thấy không chắc ăn thì chúng ta có thể đem về một cái thôi dùng thử, nếu được rồi hãy mua tiếp nha mọi người. Thì có T100, T200, T300. Thì cái T anh em mà mua tới cái T300 á, là anh em không cần cái gì phải lo á. Tại vì cái này nó rất là sáng nha, rất là sáng. Nó thẳng như vậy ha, nó thẳng rất là sáng vậy thôi. Đó, đơn giản thế. Thì cái này hiện tại đang là 880.000 một bộ cộng với phí vận chuyển. Phí vận chuyển thì nó nằm khoảng 60.000, 55.000 gì đó. Hồi trưa mình có gửi một cái là phí 55.000. Thì ở xa hơn có thể lên tới 60.000 ha. Thì đèn này rất là nặng nha anh em, nặng là do bộ pin lưu trữ trong đây nè. Nó cầm nó rất là nặng tay. Thì trong cái đèn này nặng nhất là bộ pin lưu trữ đó, 26 bây giờ. Chứ còn cái đèn thì bằng nhựa nên nó nhẹ thôi. Rồi bây giờ mình nhắc tới cấu hình ha. Tấm pin là tấm pin 25W nè. Tấm pin 25W. Bộ pin lưu trữ là 26 ampe giờ nha. 26 ampe giờ. 400 con led SMD 2835. Kéo ra giùm em. 400 con 2835 nha. Đó, có đèn báo sạc anh em. Đèn báo sạc bằng nhựa nguyên khối ha, GDT cho nên nó là nhựa nguyên khối đây. Đó. Và đèn này là rất là to nha, rất là to và sáng. Ok nha. Trong cái tầm giá 880 thì cái này xài là đáng đồng tiền nha anh em. Chiều dài của tấm pin là 4 tấc rưỡi nè, chiều ngang là 3 tấc rưỡi nè, thì quá quen thuộc rồi ha. Còn cái đèn á, là chiều ngang á, là 3 tấc 3 nè, chiều dài á, là 3 tấc 65 ha, dài 3 tấc 65. Mình nói chi tiết vậy để anh em biết cái đèn lớn hay nhỏ, coi có chất lượng hay không. Thì mình cũng nhắc lại với anh em, khi ta mua đèn năng lượng mặt trời thì chúng ta phải căn cứ vào cấu hình của nó, có nghĩa là tấm pin bao nhiêu watt nè, bộ pin lưu trữ bao nhiêu nè, và có bao nhiêu con led, và led đó là led gì. Chứ anh em đừng có căn cứ vào watt nữa nha. Nói chung là anh em mà mua đèn mà căn cứ vào watt là chắc chắn anh em sẽ mua lầm hàng nhỏ, hàng kém chất lượng. Bây giờ có rất là nhiều hãng nó ghi số watt là khủng khiếp, nhưng mà cái đèn rất là dở ha. Anh em muốn biết kỹ thì anh em phải coi cái đèn mình sắp mua là hãng gì, và cái doanh số người ta bán ra là nhiều hay không, và người mua đã sử dụng rồi người ta có phản hồi tốt hay không. Đó là những cái mà mình với lại anh em cần phải theo dõi. Ví dụ như muốn mua ở miền Tây Solar thì anh em phải theo dõi nhiều video, cũng 5-7 chục cái video anh em mới mua hàng. Chứ đừng có coi mới coi cái mua hàng liền là anh em sai lầm rồi ha. Mới mua coi một video mà mua hàng liền là coi chừng sai lầm, coi chừng coi nhầm nha. Chúng ta cần phải coi nhiều chúng ta mới hiểu rõ cái thằng bán đèn là ai, đèn đó là đèn của hãng nào, có chính hãng hay không, và người mua có nhiều hay không, cũng như là phản hồi của người mua là có chất lượng hay không. Đó, đèn này của Zhejiang nè anh em, cái thùng của nó nè. Đó ha. Đó, Magen China nha anh em. Đây Magen China. Thì nó COCQ giấy tờ đầy đủ hết, không có gì thiếu đó. Anh em cần COCQ mình có thể lấy COCQ cho anh em xem cũng được. Đó thì đèn này là nhập trực tiếp từ ở Trung Quốc qua bên cảng ha, cảng cắt lái rồi công ty đưa về cho mình bán, cho nên là nó không có qua trung gian nào hết nha anh em. Nhiều anh em cũng còn rất là lo sợ mua trúng hàng giả, tại vì anh em mua trúng hàng giả nhiều lắm, cho nên là lo sợ hỏi thăm nhiều. Thì anh em đỡ sợ thì anh em nên coi nhiều video hơn nữa nha. Mình nhắc lại GT 300 này giá 880, tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ 6 ampe giờ, 400 còn 2835. Còn bây giờ thì mình sẽ test đèn cho anh em. Bữa nay nhân tiện quay ban đêm thì mình sẽ test luôn độ sáng luôn nha. Test độ sáng luôn nha. Giờ mình cầm ra đây nè. Đấy. Chúng ta ra đây chúng ta dòm là chúng ta có thể biết được cái đèn này có đáng đồng tiền hay không nha. Đấy.
đèn này nếu mà anh em chê không sáng nữa thì thôi thua ha. Nhưng mà anh em nhớ mình vẫn nói cái câu như cũ nha, là cái độ sáng của đèn nó tùy thuộc vào giá trị của đèn nha anh em. Ví dụ như cái đèn này 880, còn cái CD loại 1 á, là 1,450 triệu. Thì cái này mình khen sáng rồi, cái CD loại 1 mình cũng khen sáng luôn. Vậy thì cái nào sáng hơn? Thì hiển nhiên là cái CD loại 1 nó sáng hơn em, nó giá 1,450 triệu mà. Còn cái này là 880, mình khen cái này sáng là sáng theo cái tầm giá của nó nha mọi người. Chứ so với những cái đèn mà 1,550 triệu, 1,700 triệu thì làm sao so được anh em, phải không? Đó, nó phải theo cái tầm giá của nó, cái gì nó cũng theo giá của nó. Nhưng mà ở cái tầm 888 thì cái đèn này ok. Sáng anh em thấy ánh sáng không? Mình quay mình liêu qua liêu lại cho anh em coi nha. Đấy. Thấy không? Và ánh sáng ngoài ngoài sáng ra nó còn rộng nữa nha. Nè anh em thấy sáng không? Để trong nhà con em mình viết chữ ok nha mọi người. Đọc sách viết chữ làm việc này kia là máy trên máy tính rồi ok hết nha. Thì cái chá đèn này á, nó rất là to. Cái giá đèn to cho nên là cái đèn nó sẽ phủ ra một cái độ rất là rộng ha, rộng à, nó có thể phủ được một khoảng đất rất là rộng ha, tại vì cái chá này nó to nè. Đó, anh em thấy cái chá nè, chiều ngang khoảng 2 tấc à, còn chiều dài khoảng 2,5 tấc ha, 2,5 tấc. Đó, cái chá nó to thì cái độ phủ của đèn nó sẽ to nha. Mình nhắc lại GT 300 này vẫn bán cái giá là 880 ngàn, phí ship khoảng từ 55-60 ngàn nha anh em. Anh em nào đam mê liên hệ Zalo 076 687 4311 nha. Chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo. Nhớ cho kênh Miền Tây Solar một cái đăng ký kênh nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những cái đèn ngon lành ha, ở những cái mặt hàng chất lượng tiếp theo nha.